ba cái luôn hả? Ờ à, sao hai ba bữa nay mình đi ngang đi qua đi lại mình không thấy ta? Ui ba cái luôn. Từ 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 từ. Rồi. Ui bự quá bự rồi. Bự quá bự. Lên dậy lên lên dậy thôi. Quá bự rồi. Ui cái phi này bị gì ta? Con gì ăn ghê hả? Đây ở đây. Chào buổi sáng cả mọi người nha. Tối hôm qua thì Sang với mấy đứa ngủ trong căn chòi ở giữa ruộng này nè. Thì muỗi rất là nhiều luôn nha. Nên Sang thức nguyên cả một đêm để chịu khó là đốt đống lửa phía trong chòi á để đuổi con muỗi. Nhưng mà lửa nó cháy á, có khói á, thì con muỗi nó bay ra. Nhưng mà khi tắt lửa thì con muỗi nó lại bay vào mọi người. Nên tối qua Sang không được ngủ, nhưng mà sáng nay thì phải dậy sớm để mà làm cần câu. Mấy anh em Sang có lẽ là sẽ đi câu cá hết ngày hôm nay nha. Giờ từ giờ tới chiều á thì anh với mấy đứa sẽ đi câu cá nha mấy đứa. Dạ. Còn buổi chiều tới tối á thì Sang với mấy đứa có chuẩn bị kia 50 cây cần câu, Sang với mấy đứa sẽ đi cắm câu nha. Giờ thì mấy đứa đang làm mấy cái cần gắn lưỡi rồi tóm mồi, xong rồi Sang với mấy đứa sẽ đi xuống cái hố sâu sâu phía dưới kia. Mình sẽ đi câu cá từ giờ tới chiều để kiếm bữa ăn sáng. Còn nếu mà buổi tối á thì mình sẽ cắm câu. Cắm câu á thì mới kiếm được cá lóc, cá trê to nha mọi người. À, hôm nay ra ngoài ruộng Sang nè mọi người, thì Sang có chuẩn bị ở đây 5 cây cần câu trúc nha. Cái này thì giật cá rất là sướng luôn. Những con cá mà trên 1 ký 2 ký thì cũng không gãy được cái cần này nha. Cái loại này thì rất là dẻo, rất là chắc. Rồi mình tóm lưỡi vô đi. À, giờ thì cho mấy đứa nó tóm lưỡi, xong rồi mình sẽ đi xuống dưới kia câu. Trời, buổi sáng hôm nay thì mọi người xem nè, trời chỉ mưa đen thui luôn nha. Tại vì Sang xem dự báo thời tiết là hình như là bão số 1 đang vào mọi người. Nên hôm nay trời bão á, có thể là có mưa to. Nhưng mà mưa to á, thì mấy anh em Sang có thể là câu được cá to này. Cũng như là cắm cá thì cá lóc, cá trê nó sẽ đi ăn nhiều hơn nha. Nên hy vọng là sẽ đầy cái túi lưới cá kia. Bây giờ thì bẻ bớt đi mấy đứa. Đây là cái đọt cây cần trúc của mọi người. Thì rất là nhỏ luôn. Giờ thì mình bẻ bớt một mắt này. Rồi, bẻ bớt đi. Bẻ bớt một mắt đi. Hai mắt. À, bẻ bớt hai mắt thì mới câu được nha mọi người. Còn nếu mà để đọt nhỏ gì này cá nó sẽ gãy quá. Rồi có Sang với mấy đứa ở thì ở kia mọi người. Nãy giờ thì mấy đứa nó cũng tóm và làm cần câu xong hết rồi. Mấy anh em Sang di chuyển xuống tới cái đoạn này. Ở đây thì nó có một cái bãi lục bình. Mọi người thấy là cá nó đớp nước ở chỗ kia rất là nhiều không? Giờ Sang với mấy đứa muốn câu được cái chỗ này á thì phải dùng cái dao của rảnh ở kia kìa. Mình sẽ lội xuống lục bình, mình dọn hết lục bình này ra. Xong rồi để cho nước nó yên tĩnh á, khi nào con cá tới thì mình sẽ bắt đầu câu nha. Còn lục bình với lại Sang nhiều như thế này thì cũng không bỏ con câu xuống được. Nên thôi giờ thì mấy đứa xuống dọn nha. Mấy anh em Sang sẽ dọn vài lỗ rồi sẽ câu cá ngay chỗ này từ giờ tới tới tối luôn. Xong rồi tối sẽ quay lên trên chòi và lấy con câu cắm mình đi cắm dọc theo cái bờ dừa ở đây để kiếm cá nha. Giờ thì Sang với mấy đứa sẽ xuống nước sớm để dọn lục bình nha mọi người. Câu cá ban ngày này chủ yếu là Sang với mấy đứa sẽ câu cá phi, cá điêu hồng, cá rô đồng với lại cá rô biển để kiếm bữa ăn nha. Còn nếu mà muốn có cá to thì phải đi cắm câu. Nhưng mà ban ngày này thì không cắm câu được mọi người. Tại vì ban ngày con cá phi đi ăn nhiều quá, mình cắm câu là con cá phi nó phá hết mồi của mình. Nên cắm câu mà muốn dính được cá lóc, cá trê thì phải cắm câu vào ban đêm. Giờ dọn hết cái ngó sen ở đây nữa. Cái sen ở đây thì nhiều cái ngó quá. Cái lục bình nó phải đẩy qua một cái đường dài luôn nha ơi. Phải có một cái đường dài thì mới câu được. Đây Dảnh đang dọn cái ngó cho này. Dọn dẹp cái chỗ câu xong. Ở đây thì có một cái lõm nước trống giữa cái bãi lục bình nha. Giờ thì mình sẽ bắt đầu là câu nha. Mồi hôm nay Sang với mấy đứa câu á sẽ là mồi con giun nha mọi người. À, giờ ai móc mồi trước thì câu trước nha. Dạ. Sang cũng móc mồi xong rồi nên Sang sẽ quăng cần ra câu trước. Câu ao á thì sẽ có một cái phao để mình có thể là canh được cá ăn lúc nào nha. Mọi người thấy cái phao Sang nổi lên mặt nước ở chỗ đó không? Rồi, một cần nha. Gác cần lên đây luôn. Đây được 5 cần nha mọi người. Giờ mình sẽ ngồi đây canh phao nha. Dạ. Khi nào cá ăn thì kêu anh nha. Sang với mấy đứa sẽ quay qua bên đây để chặt vài trái dừa, lấy nước uống, với lại là lấy mấy cái bẹ dừa khô đây mọi người.
Sang sẽ nhúm một đống lửa để hơ quần áo, tại vì khi nãy Sang với Dảnh với lại Văn lội xuống nước để dọn lục bình á, ướt hết rồi, mà gió kiểu này nó rất lạnh luôn. Chặt đại xuống đại luôn đi Dảnh ơi. Ui cây dừa ở đây mọi người thấy trái nè. Wow, bữa nay ba trái to. Ui coi chừng cẩn thận vậy nè. Rồi kéo vô. Lấy cái bẹ dừa này để nhúm lửa nha mọi người, để hơ hết quần áo. Ở bên này là có một bồn dừa to hả? Dao à? Dao leo lên đưa dao nha. Sang thì có mang theo ở đây một tấm bạc nè mọi người. Một xíu nữa thì mấy anh em Sang sẽ làm, nếu có mưa sẽ làm một cái bạc đây. Cố gắng là câu cá ở đây từ giờ tới cái lỗ này, từ giờ tới chiều luôn. Chiều chiều mới quay lên để cắm câu sao. Con dày lắm. Thôi. Ở đây Dảnh vừa mới chặt được một buồng dừa mọi người. Thôi đưa rồi Dảnh. Cưng cưng quăng dao xuống đi. Nè 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 nè. Rồi băng. Rồi. Năm trái dừa, 6 trái dừa. Đủ cho 6 anh em mang sang uống luôn. Bên đây Dảnh còn chặt thêm được 5 trái dừa bên đây nữa. Quá trời dừa, 11 cá luôn nha mọi người. Giờ làm đống lửa kia. Làm đống lửa chứ Dăng ơi, lạnh quá. Do hôm nay trời không có nắng mọi người nên rất là lạnh luôn. Sang vừa mới đốt đây đống lửa mọi người để sưởi ấm, với lại cho mấy đứa nó hơ áo cho nó khô á. Giờ thì Dảnh đang chặt đây 6 trái dừa để Sang với mấy đứa sẽ uống nước dừa nha. Cá nãy giờ thì chưa có con nào rỉa, chưa có con nào ăn hết cả. Câu đây của Sang có cá ăn nè mọi người, nó kéo lúc phao rồi nha. Giờ Sang giật nè. Ô dướng rồi. Kéo lúc phao luôn. Lên rồi, lên rồi, lên rồi, lên rồi, lên rồi. Cái trê. Một con đầu tiên mọi người. Rồi Dảnh cầm vô Dảnh ơi. Đây là con cá đầu tiên của ngày hôm nay Sang với mấy đứa câu được nha. Ở đây là được một con cá trê. Để đây đi. Đây là một con cá trê đầu tiên nha mọi người. Cái con này thì cầm hết sức cẩn thận nha, tại vì cái loại này đâm rất là nhức, nó có cái ngạnh hai bên đó. Rồi gỡ, lấy cái túi ra gỡ đi. Một con. Giờ là cá bắt đầu tới ăn hả mọi người. Cái này phải yên tĩnh một hồi lâu thì cá nó mới tới ăn nhiều. Còn không là động động là cá nó không ăn đâu. Rồi một con. Cho vô túi lưới luôn. Mấy đứa thì đang hơ quần áo. Rồi một con. Dảnh móc mồi bỏ xuống lại đi Dảnh ơi. Sẽ cho con cá này xuống đây luôn nha. Để thử câu từ giờ tới chiều là được có nhiều hay không. Có lẽ là một ngày xui của Sang với mấy đứa luôn mọi người. Đi câu cá từ lúc 7 giờ sáng mà bây giờ là 2 giờ mấy chiều mà dính được cái duy nhất một con cá trê thôi. Từ lúc con cá trê đó ăn á, là không dính con cá nào nữa hết cả. Sang định là câu kiếm một ít cá để nướng cùng với mấy đứa làm một cái bữa ăn trưa cho nó lót dạ, xong rồi chiều đi cắm câu. Nhưng mà câu cá không ăn cần á, nên Sang lấy mấy cái cần câu cắm ra ở đây. Ở đây thì Sang có chuẩn bị là 50 cái cần câu cắm. Bây giờ thì mình sẽ đi dọc theo cái bờ dừa đây này. Sang với mấy đứa sẽ đi cắm cần, xong rồi tối tối mình sẽ thăm đi kiếm cá ăn nha. Tranh thủ lúc mà đi cắm á, thì Sang sẽ đi mò một ít cá lau kiến hoặc là ốc bu vàng á, nếu mà có thì Sang sẽ bắt để nướng ăn luôn mọi người, chứ đợi câu cá thì cũng không biết là bao giờ mới có. Cần câu cắm này á, thì Sang sẽ cắm tới khoảng tầm 8 giờ tối mới thăm một lần, xong sáng hôm sau mới thăm một lần nha. Chứ cắm bằng ngày thì cũng không có dính đâu. Thôi giờ thì đi cắm trước thôi. Chỗ này thì nó có mấy cái bờ dừa. Sang với mấy đứa chỉ đi cắm theo cặp cái bờ dừa nha mọi người. Đi đi mấy đứa. Mình nhớ nhìn có ốc bu vàng nha Minh. Khi nào có ốc bu vàng thì mình bắt thôi. Thì Dảnh sẽ cắm câu nha mọi người. Còn Văn sẽ bắt mồi. Còn Sang với Minh sẽ đi bắt ốc bu vàng. Còn Thái với Sâu sẽ ngồi kia canh gần câu. Khi nào cá ăn thì hai đứa nó sẽ giật nha. Rồi Dảnh cắm cứ 5m một cần nha Dảnh. Cắm xa xa một cần thôi. Con không cắm gần quá tại vì có 50 cây. Cái này thì cắm bên kia một cần nữa. Cứ góc dừa thì cắm một cây. Bờ bên đây chắc nghĩ có khá hốc á. Bờ bên đây khó cắm. Cắm đây vậy. Đây. Đây cái cần đi. Đây bờ này. Mồi hôm nay Sang cắm câu sẽ là mồi trùng nha mọi người. Tối thì sẽ soi được một ít nhái để cắm câu cá lóc xa. Còn mồi trùng thì chủ yếu là cắm cá trê. Cho cái đầu nó xuống. Cắm chắc nha, để nó kéo mất.
cái chỗ này cắm cần rất là đẹp luôn mọi người. Phía trước đây là sen, còn dưới đây là một gốc dừa. Cắm chắc chắc là nhanh. Không, cá trê nó ăn lại kéo mất. Ốc của mình ơi. Ở đây sàn còn bắt được ốc bu vàng nữa mọi người. Rất là bự. Một con to nha. Ốc này thì sang với mấy đứa chưa ngâm, nếu mà họ muốn ăn được đó, có lẽ là đốt đống lửa rồi bỏ vô nướng cho nó cháy hết cái đầu, cháy hết đất đi á thì ăn mới được nha. Còn nếu mà luộc thì nhớt nhiều lắm. Còn con bự hả? Nhiều ta. Đây đây, con đực thì đầu to mà con cái á đầu nhỏ xíu à. Nhìn cái ăn người nó bự thôi chứ cái đầu nhỏ xíu, không có cái cùi. Cắm mấy cần nhớ nha. Này dẫn, đây cây này, cứ đi cắm trước, cắm lên cây. Sàng chỉ đi cắm cần thôi, người dân sẽ móc mồi. Thêm một cần. Ừ. Cái chỗ nào mà nhiều lục bình nè mọi người, thường thường thì hay có cá trê nó núp dưới đó đó, nên rảnh cắm ở đây tiếp một cần nữa. Để không dám đâu, hai nhà nó ăn nó quấn vô trong cái lục bình là mình nó xảy à. Rồi ở đây có một ốc bu vàng to mọi người, đã không, to bằng cả nửa nắm tay của Sang luôn. Bỏ con tao nhỏ đi, lấy con bự thôi. Con nhỏ này là con đực á, còn con bự là con cái. Này con đực nè. Con cái bự. Cái nó bự nhưng mà đầu nó lại không to. Cái này sẽ cắm khoảng tầm 10 mét sẽ cắm một cây mọi người. Do cái khu vực này rộng quá. Nếu cắm gần thì không đủ cần. Giang móc có chừng sót hả Giang? Sàng với mấy đứa nãy giờ mọi người vừa mới đi dọc theo bờ dừa cắm xong 50 cây cần câu cắm nha, không câu cá nữa mà quay về chòi luôn, tại vì câu nãy giờ cá nó cũng không có ăn. Mình thì có bắt được đây một cái ốc bu vàng. Con ốc bu vàng này vừa mới bắt ở ruộng lên á, phía trong bụng nó có rất là nhiều đất nên mình không thể nào mà luộc ăn được cho mọi người. Nếu mà luộc ăn thì nó nhớt này, đất rất là dơ luôn, nên nếu muốn ăn được liền thì chỉ có cách nướng thôi, đốt cho cháy vỏ xong khều hết cái phần nhớt phần đất đi, mình ăn cái phần thịt của nó. Thì cái đó là mới ăn được liền nha. Rồi cứ ngửa lên nướng thôi, chờ chờ cho nó khô hết là được. Khô nhất. Ừ, nó khô hết cái phần nhớt phía trong này. Ốc nướng thì ăn rất là thơm, nhưng mà hơi cực một chút, tại vì nướng phải lâu quá mọi người, phải khô nó ráo lại nha. Này thì mình bắt được ở đây chắc hơn 40 con ốc. Sang với mấy đứa đang nướng ốc mọi người, thì trời đổ mưa rất là lớn đó luôn. Mấy đứa thì nó vừa mới làm đây được cái mái tôn để che mưa cho bếp lửa. Giờ thì mấy anh em Sang sẽ không tránh mưa nha, mà tắm mưa luôn. Tại vì hôm qua Sang với mấy đứa tắm nước ruộng này mọi người thì phèn nó dính người rất là nhiều luôn. Tắm nước mưa thì nó lạnh, nhưng mà cái là nó sạch hơn nha. Đi tắm mưa. Giờ thì Sang với mấy đứa sẽ đi tắm mưa nha mọi người. Mưa rất là lớn luôn, mọi người thấy là trắng xóa hết cả cái ruộng dừa không? Phía sau đây thì nó có một cái máng xối, giờ tắm nước máng xối nha. Lấy xà bông ra đi, sau đi vô lấy xà bông sau. Giờ thì xem mọi người tắm nước mưa nha. Wow, lạnh như ta. Nước mưa thì nó sạch á nhưng mà nó lạnh lắm mọi người. Cái nước máng xối này là do nó mái tôn đó mọi người, nó nhiễu xuống máng xối xong nó chảy về đây nè. Người xem này, trời đổ mưa rất là lớn luôn nha, gió thổi cái tre kia quạt quạt xuống luôn nha.
Tại vì hôm nay á, theo như xa xem dự báo thời tiết á, là bão số 1 vào á mình coi. Nên mưa trắng xóa hết cả cánh đồng luôn nè. Mấy cái dừa kia xa xa là không thấy luôn. Thôi tranh thủ tắm đi, vô phía trong hang ốc đi đứa ơi. Ốc ở gần nhà con. Wow, lạnh quá. Sang với mấy đứa đang tắm mưa mà ốc ở lâu chín quá mình rồi, nên mấy đứa nó rủ Sang là đi ra ruộng sen để hái cái hạt sen á, bẻ cái hạt sen về mình lột ra mình nướng ăn mọi người. Mưa thì cứ tầm tã thôi. Sao có thấy cái hạt nào ta? À, đây, đây là cái hạt sen này. Giờ thì mình lấy luôn cả cái búp này, mình đặt lên lửa than mình nướng nha. Nướng thì mình ăn cái hạt nó sẽ giống như là hạt bắp vậy đó. Ăn giống như hạt bắp vậy đó. Nếu mình nướng lên, còn sống vẫn được kia chứ. Nhiều lắm mọi người, nhưng mà có cái là cái búp này nó nhỏ quá, nó không to. Mưa lớn thật. Đâu cái nào ăn được. Hai đi, hai đi. Ô rớt rồi. Đâu. Này cầm đi Văn. Ở đây Sang hái được 5 cái mọi người. Có nhiều lắm. Do là cái ruộng sen này không ai hái á, nên nó chín nó già rồi con chuột nó ăn thôi. Có không Dạnh ơi? Dạnh ơi. Ô, có không? Hái đã đi về nướng ăn chống đói cũng được. Cái này thì ăn dạng như là mình ăn ăn cơm đó mọi người. Ăn đậu phộng á. Đây nhiều lắm nè. Mà mấy cái này còn non. Cái này là bông của nó. Cô Dạnh hái đẹp vậy. Không có được. Không, không, không có được hả? Đây đây cho anh mượn cái kia. Ôi nó rụng rồi. Không được hả? Nhiều quá. Rớt này, rớt này, rớt này. Rớt, 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 rớt. Cầm đi. Ở đây Sang với mấy đứa hái được đóng một cái hạt sen luôn mọi người. Bây giờ thì mình mang cái hạt sen này quay về chòi, xong đặt nguyên cả cái búp lên phía trên, mình nướng nha. Nướng khi nào mà nó chín á, đem ra ăn thì rất là ngon luôn á. Quá trời luôn. Ôi nó rớt Dạnh ơi. Trời thì cứ mưa. Trời càng ngày càng mưa lớn mọi người ơi. Về chòi đi, về chòi đi. Về chòi, về chòi, về chòi. Ô còn cháy luôn nè. Giờ giờ lên nha. Sang vừa mới đem cái sen về chòi mọi người. Rồi để bẻ lên nướng đi. Không chín chưa? Chín hết rồi. Chưa, chưa mấy. Để để sen vô nướng đi. Giờ thì cái sen này á, muốn ăn được thì cứ đặt vô lửa nướng nha. Đó. Nướng lên á là một hồi nó chín á, ăn giống như là bắp luộc vậy đó. Rồi, trời bớt mưa đó. Nay giờ Sang với mấy đứa nướng á mọi người thì cũng đã chín rồi nha. Nên bây giờ thì mấy anh em Sang sẽ dọn lên ăn. Chấm với cái mua chanh nha. Rồi ăn đi mấy đứa ơi, lựa mấy con khô khô ăn, còn nào chưa khô thì để xíu ăn sau. Đập vỏ luôn đi. Đó, nó rớt ra như vậy nè. Đây là một con ốc nha, mình phải ngắt bỏ hết cái phần phần mình nó phía dưới, mình chỉ ăn phần đầu khô của nó thôi. Còn cái phần mình nó còn ướt á mọi người. Để trứng nó mình bỏ nha. Không ăn trứng. Này chưa khô lắm. Ui rớt rồi. Tiếc thật. Trứng con nào khô khô ăn chứ không. Ốc nướng thì rất là thơm. Cái con ốc của Sang á rất là to luôn mọi người. Mà lấy được cái phần đầu nhỏ xíu đây nè. Thôi giờ thì mời mọi người ăn nha. Ai cũng đói hết rồi. Cảm ơn mọi người. Mọi người nha. Không mời cao người nha. Cái ốc á, ốc nướng thì nó thơm lắm. Nhưng cái là nó teo lại quá. Con mời các cao người. Mọi người nhìn nhóc Vinh đang ốc. Nhìn thèm không? Nhai rất là giòn luôn. Ốc mua vàng á thì được cái là cái đầu nó rất là giòn nha mọi người. Ăn nó ngon. Và lại Sang với mấy đứa đói nữa. Đây là một cái búp sen nướng nha mọi người. Giờ thì mình sẽ ăn cái búp sen này nha. Nó khi nướng là tự nứt ra như vậy này. Ăn thì nhớ bỏ phần nhị phía trong hơi đắng một chút mà mọi người nhé. Ăn gì không khác gì bắp luộc hết cả. Cái phần nhị phía trong nó thì đắng á, nên ăn thì nhớ bỏ ra. Càng già càng ngon ha. Càng già nó càng luộc. Cái nào càng già càng ngon mà. Mình non là mình hái non quá thì giống bắp luộc. Còn ôi sao rớt không ta. Càng già thì nó lại ăn ngon giống như là như đậu á. Đây một hạt này.
8 giờ tối nha mọi người. Sang với mấy đứa buổi chiều thì có ăn được một ít ốc với là một ít hạt sen, nhưng mà cái đó thì không được no lâu nha. Giờ thì mấy anh em ai cũng đói hết rồi, nên Sang rủ mấy đứa là sẽ đi thăm được câu sớm. Sang định là 9-10 giờ mới thăm, nhưng mà lúc đó thì trễ quá, lại đói quá, nên thôi giờ thăm nha. Thăm xong nếu có cá thì quay về chòi để mà nấu nướng cơm thôi. Giờ mấy anh em Sang sẽ đi thăm câu nha mọi người. Buổi chiều thì Sang với mấy đứa cắm 48 cần nha mọi người. Sang định là cắm 50 cần á, nhưng mà gãy hết 2 cần nên chỉ cắm được 48 cần thôi. Đây là cần đầu tiên. Ô, nhìn cá vậy nó ơi, cái trê nè. Nhìn cái trê nè, cái trê bự nè. Mọi người thấy cái đầu nó dưới đó. Giang nha, Giang đi về lấy mồi nha. Cái nào dính, ô, sao cứng kìa. Cái nào dính thì sao không? Rồi từ từ nha, để sấy nha. Một con cá trê đầu tiên, cần đầu tiên dính cá trê đầu tiên luôn mọi người. Quá bự luôn. Rồi một con. Rồi dảnh, cho vô bao. Đây là con cá trê đầu tiên, dảnh dở lên coi. Cá trê đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay nha mọi người. Rồi. Không sợ đo, không sợ thiếu đồ ăn rồi. Giờ thì cho vô bao đi. Cái nào dính thì Sang sẽ gỡ ra xong gắm cần lại nha. Sáng mai còn có cái để thăm. Lấy kéo cắt trùng luôn nha ơi. Đây là con cá trê đầu tiên nha mọi người. Bây giờ thì sẽ gỡ cho vô trong bao. Còn Giang thì sẽ móc mồi lại nha. Rồi cần đầu tiên. Buổi chiều thì Sang cắm 10 mét đầu cần. Đây cần thứ hai này. Ui dính cá nữa Giang ơi. Dính nữa. Caro. Cần thứ hai dính tiếp. Hai cần dính hai con luôn. Caro bự. Rô mê rồi. Đây. Đây con caro này là to luôn mọi người. Rồi gỡ. Gỡ nó xong. Caro bằng bàn tay luôn. Rồi hai con. Rồi. Cho sâu với lại Văn móc mồi đi. Đi thăm vậy nè. Dành đi trước. Rồi Văn móc mồi lại cái này nha. Sáng thăm. Đi trước. Hai cần dính hai con rồi mọi người. Từ từ, cái bò này nhỏ lắm. Dính không? Còn mồi không? Từ từ đã, cắm cái thật xuống. Cắm sâu xuống. Kinh đâu cần ta. Chịu anh cắm nó quên hết chỗ. Đâu ta? Ôi, dính cá anh ơi. Đâu? Anh ơi. Ôi, từ. Ôi, từ kéo lên. Dính thêm một con cá đó mọi người. Ui, cá này mạnh. Ui, xảy đây nè. Từ. Rồi, dỡ lên đi. Rồi, hai con. Đấy, ba con. Con này quá bự luôn mọi người. Đây, từ nhé. Đây là con cá trê đồng mọi người. Mọi người thấy con cá trê đồng đã không? Đen thui mà nó dài thon lon luôn nha. Rồi, gỡ dính đi. Ba con. Con này thôi là chắc nửa ký con luôn mọi người. Nhìn nó bự mà. To hơn cả cùm tay của Sang luôn mọi người. Rồi, cho vô. Văn với sâu sổ mồi đi. Minh cầm bao nha. Đi vậy. Đây là cái cây mà có tổ chim mọi người. Buổi tối không biết con chim nó có về ngủ hay không. Đồ này anh nhớ anh gắm dưới gốc cây một cây. Đây đúng không? Dạ còn mũi luôn. Không dính à? Dạ. Con này dính con lên làm sao? Đâu? Ừ. Con cái trê nhỏ. Cái trê nhỏ. Bước luôn. Con này nhỏ xíu xíu à? Gỡ lên. Được 4 con. Nãy giờ Sang với mấy đứa thăm 6-7 cần mọi người. Được 4 con, 3 cá trê, 1 cá rô. Mới 6-7 cần thế nha. Ừ, cắm sâu xuống nha. Cần thì con mồi luôn. Trong đây một cần. Dính cá Nhanh ơi. Dính cá trái bự luôn Nhanh ơi. Mọi người xem cái cần chỗ này nè. Nhìn nó nhiệt nghiệp đã không? Nó muốn xuống rồi mọi người. Đó. Ở đây thì dính một con cá trái bự nha. Bự hơn mấy con kia luôn hay sao á. Bự lắm. Cái con này bự lắm. Bự lắm. Từ từ nha, để xảy nha. To thật chứ. Con này chắc nửa ký luôn quá.
Trời ơi, lên đơn giản da thon lon luôn. Cho cá chê đồng á mọi người, thì nó rất là dài nha. Sao không biết là con cá này gọi là chê đồng hay là cá chê đen, mà nó đen xì ly mọi người thấy. Nó dài này, một gang này, một gang rưỡi nè, đã thật, nhìn đẹp kia. À, con mấy rồi, con thứ năm đúng không? Dạ. Được. Sao anh cởi vậy em? Rồi giăng móc lòi mồi lại nha. Cái chỗ nào dính thì móc mồi lại đi, sáng mai có gì dính nữa. Năm con hả? Dạ. Tới 2 kg rồi. Đã thật. Đi, đi qua bên kia thăm tiếp. Mới có mười mấy cần rồi mọi người. Ô, đây có cái mộ ta. Ô, 2 cái. 3 cái luôn hả? Ờ. À, sao 2-3 bữa nay mình đi ngang đi qua đi lại mình không thấy ta? Ô, 3 cái luôn. Ở giữa ruộng này có 3 cái mộ màu trắng mọi người. Mà sang với mấy đứa mấy bữa là đi câu cá rồi đi ngang đi chỗ này nè, không có thấy. Không thấy luôn. Ô, không tên tuổi luôn. Không có bản tên tuổi nha. Thôi đi. Sau này lại thấy ha, buổi tối đi cầm cho câu cá lại thấy. Dính hả? Dính cái gì cái gì? Từ 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 từ. Rồi. Ui bự quá, bự rồi. Bự quá bự. Lên dậy lên lên dậy thôi. Quá bự rồi. Quá đã luôn. Nó khéo cần. Dảnh này nhanh tay quá nên sao không kịp quay mọi người. Đây dính thêm một con cá chê đây này. Wow, cá chê đồng thì mọi người thấy không? Con thứ mấy? Thứ sáu. Rồi gỡ cho nó. Quá đã. Kéo cần múc xuống luôn mọi người. Mạnh lắm cá chê. Rồi cứ chịu cái đâm nha, cái chê này đâm nhiều nhất lắm. Đây, anh nhìn cho, tôi gỡ đi. Mình gỡ đi. Còn sao? Rồi bắt mồi đi nha. Đây là ra. Con cá chê thứ 6 nha. Con này to hơn mấy con kia ta. Dạ. Giờ tối nay là khỏi sợ đói rồi. Đi trống câu này trên những cái ao hoang này nó đã lắm mọi người. Dính nữa hả? Từ từ dánh, từ từ dánh. Đến. Rồi, ở đây. Ui, con này bự. Từ từ dánh, để thấy. Ui, chắc cà kỳ quá. Cái chê bự gì lại? Kéo lên nhìn. Ồ, trời ơi. Con cá chê này chắc cà kỳ luôn mọi người. Ui, từ từ dánh. Quá, mọi người xem con cá chê này nè. Để cùng tay cho dánh. Con cá chê này bự hơn tay của dánh luôn mọi người. Mới có 5-6 cân à. Rồi, gửi cho nó. Con cứ 7 rồi. Ui, hai này dính đường nhau luôn, hai con bự luôn. Ừ, hai cần sát bên nhau luôn mọi người. Quá. Yeah. Wow. cái con này quá bự luôn mọi người. Rồi, chạy đi trước. Dạ đi trước cho hên nha. Dạ. Dạ móc mồi nha. Ủa, mất dây luôn rồi. Mất dây luôn rồi. Đứt luôn anh sao? Đứt dây luôn rồi. Cái cần này đứt dây luôn mọi người. Cá to lắm á. Ui dính cá vậy nè, dính cá vậy nè. Dính cá. Cần này dính cá mọi người. Cắm như cứng vậy hả? Ô cá phi bị gì ta? Con gì ăn ghê hả? Đây ở đây cần này dính một ta. Cần này dính một con cá phi mọi người. Và mọi người xem cái con cá phi này nè. Nhìn còn tươi nha. Mang còn đỏ luôn nè. Mà nó bị ăn hết nửa người luôn. Cá mồi vô. Dữ thiệt. Thanh mồi luôn nha. Cấm lại nha. Còn nó đứt dây không? Cần mấy bên kia thì đứt dây. Cần này thì con cá phi bị ăn hết một nửa. Tháo cá phi bỏ ra nha. Ăn hết nửa người. Cần dính không? Còn những cái ao này thường là có những con cá lóc to mọi người. Có thể là cá lóc bông hoặc là cá lóc đồng. Những con đó có rực cắn rất là khỏe luôn. Mà con cá phi bự ha. Con cá phi đó thì nó phải bằng bàn tay của Sang. Mà nó cắn đứt nửa luôn. Đứt dây luôn hả? Dạ. Cần nào cũng bị đứt dây hết mọi người. Đứt lưỡi. Dạ, đứt lưỡi. Nó cứ. Cái cần câu ở đây dính một con cá lóc mọi người. Đây là con cá lóc đầu tiên nè. Nãy giờ là 5-6 cá chê rồi. Đây mới là con cá lóc đầu tiên. Đó. Mọi người thấy cá lóc này đã không? Để cho nè. Cá lóc thì ngon hơn cá chê nha. Không biết là mọi người thích ăn cá chê hơn hay là cá lóc hơn. Nhưng mà Sang sẽ thích ăn cá lóc hơn nha. Nhất là cá lóc đồng này ăn thịt rất là ngọt luôn. Được rồi, con cá lóc. Một con cá lóc đầu tiên. Cá chê thì nãy giờ quá trời rồi. Móc mồi nha.
cò mồi. Vậy là mé bên đây có khi rau muống lại có cá lóc á. Bên nước sâu lại là cá trê. Đâu? Từ từ dánh, để anh quay. Cần này dính tiếp một con cá lóc luôn mọi người. To không? Ui, cái chê. Cắm mé bên muốn là hiệu quả. Ui, cái chê đồng này, cái chê vàng này. Nó cái chê đen. Ở đây dính thêm một cái chê luôn. Thôi gỡ cho nó. Ở trên ruộng này nó không dính thôi. Dính con nào nấy là bự thôi. Tại vì sang mấy đứa móc cái cục mồi bự. Con này chứ to bằng cái rô kia. Khai mồi luôn nha. Ở trên đây thì sắp tới chòi rồi. Nãy giờ sang mấy đứa thăm hơn 3 mấy cân nha. Còn khoảng 90 cân nữa là hết. Ui chỗ đó nước sâu. Chịu gắm đâu đây một cân thôi. Nhớ gắm đâu đây một cân thôi. Ở đây nè, đây anh. Cái kéo nguyên múc dữ luôn. Ui mất rồi, dành cả. Ui. Cá thác lát. Dậy cầm đi, dậy cầm quay đi. Con bự lắm. Mình ơi, cá bự lắm Minh ơi. Lấy cái bao lên đây Minh. Dạ. Đây mọi người ơi. Mọi người xem này. Ở cái ui. Ở cái cần chỗ này á dính được một con cá thác lát này. Ông chích. Đưa máy quay đây nha. Ở cần đây nó dính được một con cá thác lát này. Mọi người xem con cá thác lát này đã ghê không? Cho nên mời đi. Quá bự luôn. Cá bự lắm nha. Ui. Đây là lần đầu tiên sang cắm câu mà dính được cá thác lát luôn mọi người. Con này gọi là con thác lát nha. 1.2.3.4.5.6.7.8 nha. Đây, dài 1 gang này. 2 gang này. 2.5 gang của sang nha mọi người. Con này chắc bị chanh bỏ ngang á. Này quá bự luôn. Nó bự bằng 1 bằng tay sang này, 2 bằng tay sang, 3 bằng tay sang luôn nha. Cái con này á, chỗ sang gọi là con thác lát cườm nha. Nhưng mà cái loại này á, thì xương rất là nhiều luôn. Sao không ngờ là cống câu dính luôn á. Nó quậy nó kéo cái cần sang tận tít dưới kia luôn. Tưởng là mới cái cần. Nhưng ai ngờ dính thật. Thôi gỡ luôn đi. Cái loại này thì làm chả cá thì ngon. Dính một tí xíu à. Dạ. Xíu này tầm chiều trễ một xíu xảy. Rồi dành bỏ lên đây. Đây anh cầm cho. Ây cái con này quá đã luôn mọi người. Nhìn hình như sang đó thì chắc khoảng trên 1 kg nha. Rồi cho bao nhiêu bao luôn. Ui. Cái bao cái sang như mấy đứa là nãy giờ là 7 con cá trê, 1 con cá lóc, 2 cá rô với lại 1 con cá thác lát bự. Khá thù luôn mà. Nãy giờ thì sang với mấy đứa cũng đã thăm hết 48 cái cần câu mọi người và về tới chòi nha. Đây là toàn bộ thành quả của mấy anh em sang thu lại được này. Rồi dăng đổ ra đây luôn ha. Đổ ra cái lồng đi. Ui cái tay ui. Minh luôn lại. Lấy cái túi lưới kia rộng lại sau rồi. Kê 2 3 4 5 6 7 cá kê, 1 cá lóc, 2 cá rô với lại 1 cá thác lát bự nha. Con này là bự nhất. Con cá trê này là bự nhì nha mọi người. Mọi người thấy đã không? Cá trê này thì theo như sang nghĩ là phải trên bự hơn con này. Trên 1 kg nha. Quá bự luôn. Nó bằng cổ chân sao luôn. Thôi cho vô. Dạ. Giờ thì để 4 con đi ha. 4 dạ. Con, 4 con đẹp đẹp để nước. Rồi, cho con cá nhỏ vô. Rồi, 4 con với lại con cá lóc đi. Dạ. Cá lóc nướng đi, cá lóc nướng. Đó, nhiều đó mấy con này thì sẽ để nướng, còn con này thì sẽ rộng lại nha. Sáng mai mình thăm câu tiếp nữa để xem là 51 giờ ở ngoài đồng này thì sang với mấy đứa kiếm được bao nhiêu cá. Buổi tối ngày hôm nay thì sang với mấy đứa đi cắm câu rồi thì được rất là nhiều cá luôn. Nên lấy ở đây 5 con cá to cho. Đây con cá lóc này với 4 cá kê. Giờ thì xỏ vô que mình sẽ đặt lên trên đống lửa đi nướng. Tối nay thì sang con không có nấu ăn luôn, tại vì thăm câu về mệt quá nên cứ nướng mọi rồi khi nào chín thì đâm nước chấm ăn thôi. Có một ít cơm rồi nướng xa lửa đó, nó chưa có than á, nướng xa lửa đó. Đó giờ thì nướng cho xa lửa ra một chút nha, khi nào mà nó khô lại thì mình sẽ cho nó hạ xuống.
thì lúc đó là vượt. Mình dán tóc xong ấy. Nhìn nhỏ nhỏ nó thuốc đỏ lên mình. Dạ. Chấm từ từ đi nha, đau quá. Nó nứt cái thịt ra luôn hả? Nứt. Té da ra luôn. Dạ. Nứt một đường. Bỏ cái thuốc đỏ lên nha. Dài không Minh? Dài. Được chưa? Được chưa? Rồi. Thôi đau quá. Đưa máy quay đây cho. Khi nãy thì mấy đứa nó nướng cá mọi người, thì Sang đi vào trong từ cái bếp, đi vào phía trong đây á, thì cái đầu Sang không may là quẹt trúng cái cây chỗ này nè, cái cây tre chỗ này rất là nhọn luôn, quẹt trúng ngay chỗ này và cái đầu của Sang bị tét một đường. Rồi thì cảm thấy chóng mặt, nhức đầu rất là nhiều mọi người, nên có lẽ là thôi để mấy đứa nó nướng cá nha, nướng cá xong thì mấy đứa ăn cơm nha. Còn Sang có lẽ là leo cái võng nằm ngủ một giấc mọi người, chứ giờ thì Sang cũng không còn sức để ăn cơm nữa. Nướng cá xong mấy đứa vào ăn cơm nha. Thì mấy đứa nó cũng vừa mới ăn cơm với ăn cá xong mọi người. 5 con cá thì đủ no mấy đứa? Dạ đủ. No căng bụng luôn ha. Dạ. Còn Sang thì hơi nhức đầu một chút nên cũng không ăn. Nãy giờ nằm đây thì cũng đỡ một chút rồi mọi người. Nên giờ thì mấy đứa nó quay lên trên giường ngủ. Buổi chiều thì mấy đứa nó tính là ngủ giống như ngày hôm qua, nhưng mà tối hôm qua thì Thái nó ngủ ở đây rồi mọi người. Nó bảo là bị bóng đè cứng người, nên mấy đứa này thì cũng sợ theo, nên tối nay thì có lẽ là mấy đứa nó sẽ nằm, 5 đứa nằm trên cái giường này để ngủ trên giường hết luôn nha. Còn võng kia thì cứ để trống. Còn Sang thì Sang sẽ nằm cái võng ngoài đây, giống như hôm qua đó, để canh cái cửa ra vào nha. Nếu mà có chuyện gì thì Sang còn đứng đây để mà canh được cho mấy đứa nha. Mấy ngày ở ngoài đây thì mấy đứa có thấy chuyện gì lạ không? Không đúng không? Có Thái là bị bóng đè thôi đúng không? Dạ. Do là Thái nó ngủ, nó nói là ngủ trong cái nhà này lạ đó, bị bóng đè tối qua là cứng hết chỗ này luôn, nhưng mà không nhúc nhích, không nói chuyện được. Chỉ do là có Thái bị bóng đè thôi, còn tất cả còn lại thì không có chuyện gì xảy ra hết cả. Với lại là có, mình thấy ba cái màu trắng đúng không? Dạ. Mặc dù là Sang mấy đứa đi ra đi lại chỗ này á, rất là nhiều lần luôn, đi ngang cái khúc đường đó mà không thấy, nhưng mà tối nay tự nhiên đi thăm câu á thì lại thấy ba cái ngôi mộ màu trắng mà lại không có tên tuổi hết cả, không có cái hình gì luôn. Trắng tươi luôn, cũng tò mò nha mọi người. Bây giờ thì mình đi ngủ nha. Ngủ sáng mai thăm câu. Thăm câu xong thì Sang với mấy đứa nấu bữa ăn sáng là hoàn thành thử thách rồi đi về. Thì mấy anh em Sang ngủ một giấc nha. Sáng này nha mọi người, sáng hôm nay đã là ngày thứ 3 mà Sang với mấy đứa câu cá cắm trại sinh tồn ở phía trên ruộng sen rồi á. Thì trong mấy ngày vừa rồi á, Sang với mấy đứa cũng kiếm được đồ ăn. Không có đói bữa nào hết cả mọi người. Sáng hôm nay á là ngày cuối cùng của cái thử thách thì cũng đã hoàn thành rồi. Mấy anh em Sang thì sáng sau với lại mấy đứa đi thăm câu. Tàu của Sang á thì tối qua đụng vào cái cây kia và còn đau mọi người, nên không có đi theo mấy đứa được, cũng không quay được. Sáng hôm nay thì mấy đứa nó bảo là lúc đi thăm câu á, tối qua mình cắm 48 cần, xem thăm xong móc mồi lại á, thì sáng thăm ra thì rất nhiều lưỡi bị đứt, cũng như là những con câu bị gãy, bị tuột ra nha mọi người. Chỉ còn lại đây được ba mấy cây thôi, mất mười mấy cây luôn á. Tại vì những con cá to mà nó dính qua một đêm nó quẩy á, là nó xúc hết mọi người, không bắt được. Những cần câu này thì nhỏ, nó mỏng manh quá. Sáng hôm nay thì sau đi thăm câu á, không may là chui vào trong một cái bụi lùm để gỡ câu á mọi người, thì bị một con ong chích. Nhìn đây sao, ong chích ngay chỗ nào? Ngay đây. Ngay đó hả? Dạ. Mà sưng hết luôn cả cái khu mặt luôn mọi người. Mọi người thấy là mặt của sâu đây nè, một bên nè, một bên là bình thường đúng không? Còn bên đây nè, mọi người thấy bên đây không? Sưng quá to luôn, sưng to cái mũi lên luôn mọi người. Cái này là mới chích một tí xíu mà sưng như vậy nè. Khoảng tầm một tiếng nữa có thể là húp một bên con mắt luôn á. Nhưng mà không sao, cái này ông chích thì khoảng chiều chiều nó hết rồi mọi người. Còn đây là số cá mà tối qua phải là sáng nay mấy đứa thăm được nè. Ở đây thì được 5-6 con cá trê với một con cá thác lát to của tối qua. Sáng hôm nay thì Sang với mấy đứa cũng đã hoàn thành xong cái thử thách cắm trại câu cá ở trên ruộng sen rồi. Nhưng có lẽ bây giờ mình sẽ vào trong chòi gom hết đồ đạc cho vào trong ba lô và mình chuẩn bị khởi hành đi về nha. Bự hết cỡ rồi. Hết cỡ rồi hả? Không mà bắt được nữa hả? Sang như mấy đứa nãy giờ thì cũng đã gom đồ đạc hết chất vào trong ba lô, mà người cần câu thì cũng bó lại xong hết rồi. Giờ thì có lẽ là mấy anh em Sang chào tạm biệt cái chòi này và chuẩn bị khởi hành đi về nha. Tính ra thì 3 ngày 2 đêm ở trên đây thì Sang như mấy đứa cũng sinh tồn một cách dễ dàng nha mọi người, kiếm được rất nhiều cá ở trên đây, không lo về đồ ăn. Nên nếu như mà mọi người thích Sang làm như thêm những cái clip mà mấy anh em Sang ở trên ruộng sen này á, thì mọi người hãy bình luận phía bên dưới, cũng như là like cái video này ủng hộ tinh thần cho mấy anh em Sang, để có một dịp nào đó mình qua ra đây để làm tiếp những clip thử thách ở ngoài đây nha. Yeah.
Còn bây giờ thì có lẽ là Sang sẽ dừng clip tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này của mấy anh em Sang. Còn bây giờ thì chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye. Bye.